Cho anh xin chó nhà này có em bé xanh kia ơi. Cho anh xin biết tên đường và cho anh xin biết tên em luôn đi dù nắng hay dù mưa. Cho anh xin giới thiệu tình yêu anh không có nhiều mà tình yêu anh không bao giờ thiếu. Các bạn hãy subscribe và like và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hello, xin chào các bạn đã đến tới video của Vương Phạm TV. Hôm nay mình sẽ chở anh hai của Cú Đấm Thép qua nhà Cú Đấm Thép chơi nha các bạn nha. Tại vì biết tại sao mà mình chở anh hai qua nhà Cú Đấm Thép không? Tại sao mà anh hai có xe mà không đi? Tại vì anh hai đã mất cái chiếc xe. Đó, người ta lấy cái chiếc xe của anh hai rồi đó. Thì bây giờ mình, anh hai nói chung là hồi chiều á mình đi ngang qua là mình gặp anh hai. Anh hai á nói là có gì tối chạy qua anh hai, chở anh hai qua nhà Cú Đấm Thép chơi và nói chuyện anh em giao lưu. Thì mình không có gì hết thì hãy đi theo mình. Đó, hãy đi theo mình để anh hai nói chuyện gì. Nói chung là anh hai này cực kỳ vui tính nha các bạn nha. Đó, một buổi tối vui vẻ. Rồi, bye bye các bạn. Rồi, nói lại. Anh xin phép ca một bài hát tặng cho mọi người học hỏi. Đó là Dê Lịch Sử. Thiệt là quá chuẩn các bạn à. cho tao biết tao hiểu không? Yeah. Rồi ok. Là ca trước biết sao anh không có nhớ tỏ. Cho anh xin chó nhà này có em bé xanh kia ơi. Cho anh xin biết tên đường và cho anh xin biết tên em luôn đi dù nắng hay dù mưa. Cho anh xin giới thiệu tình yêu anh không có nhiều mà tình yêu anh không bao giờ thiếu. Hay quá. Xin hát. Hết vô thầy. Xin hát nửa bài tại tay tay khúc sau anh quên rồi. Khúc sau anh hai quên. À vậy là còn khúc sau nữa. Nhưng mà cái đoạn này là quá hay. Hay rồi. Mà tại anh quên là không nhớ tại bài này cách đây mấy chục năm rồi mà lúc đó anh nhỏ xíu mới 12 tuổi hà. Là bao nhiêu năm rồi anh vẫn nhớ. Anh mới 12 tuổi rồi anh khoái cái đoạn điệp khúc này nè, cái này là điệp khúc. Anh hai có khi nào mà anh hai đi ra đường anh hai thấy gái anh hai hát cái bài đó không? Trừ khi anh thích cái đó anh mới anh thích mà. Anh hai mới hát đúng không? Mày nghiên cứu rồi mai muốn mày lượm cái bài hát của anh hai muốn rồi gặp gái nào mà mày cảm thấy mình thích mình ra mình cua mày hát bài đó nha. Ok. Hát bài cho giống anh hai nha, mày hát bài sai cũng khoan cây đầu á. Thì nói chung mà hôm nay là mình sẽ học một bài hát của anh hai. Bài hát này có mang tên là Dê Lịch Sử. Dê Lịch Sử. Bài hát Dê Lịch Sử. Nói chung là nửa bài thôi nha. Còn nửa bài sau để anh hai suy nghĩ lại. Hát lại, anh hát lại. Ráp thành một bài hát cho mình và tất cả anh em đều biết luôn. Nói chung là anh hai sáng tác cái bài Dê Lịch Sử này. Dê Lịch Sử. nói chung là cực kỳ đỉnh. Cú đỉnh luôn. Đỉnh cú đỉnh. Mà công nhận các bạn mặt này khỏi cần hát luôn, nó cũng dê lịch sử. Đúng không này? Mặt thằng này nó có nét 3 là 75 là này. Đúng rồi mà có nét 3 là 75. anh không có nét đó. Anh không có. Anh là chỉ là sáng tác ra bài hát thôi. Có gì là... đâu. Cái này là gì đó anh? Râu tài. Râu tài của anh hai. Nói chung là mày không có râu tài. Còn cái này là rau dê. Rau này rau dê là anh hai. Cái này là rau quay nón. Rau quay nón. Không phải bậy. Không phải rau dê là rau quay nón. Này ông, trả cái mấy ông này. Mình đã học được một bài dê là sự của anh hai rồi đó. Mình xin bye bye các bạn và hãy good cho bye mình see you again. Goodbye see you again. Goodbye see you again. Các bạn cho mình like đăng ký. Cho mình một cái đăng ký, một cái chia sẻ, một cái like. Like và đăng ký kênh nha. Cho mình cái động lực để mình đi lên tiếp tục nữa. Thì mình có rất cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem hết video bây giờ, của mình. Ôm anh hai cái đi. Ôm hai cái. Ôm anh hai cái. Cảm ơn anh hai để tặng bài dơ lịch sử. Cảm ơn anh hai luôn nha. Cảm ơn là phải thank you về thì mệt.
Thank you very much. Là cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ tạm biệt là nói sao anh hai? Tạm biệt là goodbye, see you again. Goodbye, see you again. Không phải là good nha. Không phải là goodbye đâu à. Cái này là goodbye, see you again. Cho goodbye là cái dép nó bay đâu anh hai? Là goodbye này là chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Goodbye, see you again. Là chào tạm biệt, hẹn ngày gặp lại. Hẹn gặp lại. Còn cái kiểu mà goodbye á là tạm biệt luôn, là theo anh quạo anh dặn là anh chơi goodbye chắc đầu vô bệnh viện. là goodbye là goodbye, goodbye vô đầu á anh hai. Ở đúng goodbye vậy. À. Goodbye vô đầu vô bệnh viện á. Dạ, nói chung là cái này là mấy con phụ nữ á, gờ gờ mở cốc cái lũng hoa bay vô đầu á. Cái guốc mà cao gót á, nhọn mổ vô đầu cái cốc cái lũng ao luôn rồi ao đó là rút đi em phải đai liền á. Em phải đai là rút đi em phải đai đi chết luôn. Em phải đai luôn là rút đi em phải đai rút đâu em phải đai là chết luôn đó. Không có nên mà chơi goodbye. Không có nên là goodbye. Phải là goodbye, see you again. Goodbye, see you again. Goodbye, see you again. Là mình chào tạm biệt, hẹn ngày gặp lại. Còn nếu mà tối mà mình muốn chào tạm biệt, hẹn gặp lại mà chúc người ta ngủ ngon á, là phải là goodbye, good night, see you again. Good night, see you again. Good night, chúc ngủ ngon. Goodbye, good night. Lúc này chúc buổi tối hay chào buổi tối. Đúng rồi, chào buổi tối. Chúc ngon ngon. Ngon ngon. Chào tạm biệt, hẹn ngày gặp lại. Goodbye, good night, see you again. Hay quá anh ơi. Là chào tạm biệt, hẹn gặp lại mà chúc ngon ngon luôn. Quá đỉnh anh thầy không? Đó. Là ý nghĩa là dùng cái từ nay là ban đêm, là cái từ nay đó là ngủ ngon. Dạ. Nhưng mà cái từ đó là dùng ban đêm. Thành thử ra mà nó cũng là dùng buổi chiều. Dạ. Thành thử ra cái chữ nay đó là mình phải dùng cho đúng từ, đúng về lúc mà mình chúc người ta ngủ ngon. Dạ. Thì mình mới dùng cái từ nay. Còn nếu sáng á, good morning. Good morning. Là chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Còn buổi trưa là mình chào người ta good afternoon. Good afternoon. Chào buổi trưa. Chào buổi trưa. Nhưng mà mình muốn hay hơn nữa là good morning, hello, how are you? Là tức là sao nè? Là chào buổi sáng của mình khỏe không? Còn buổi trưa thì cũng vậy, nên thêm chỉ rồi thay đổi là afternoon. Afternoon, hello, how are you? Hay là quá. Chào buổi trưa của mình khỏe không? Hay quá, đúng rồi nè. Còn buổi tối là mình là bắt buộc là mình là nếu mà chúc người ta ngủ ngon mà tạm biệt mình hẹn gặp lại á, thì mình goodbye, good night, see you again. Goodbye, good night, see you again. Là chào tạm biệt, hẹn gặp lại, chúc ngủ ngon. Quá hay. Còn nếu mà mình không chúc người ta ngủ ngon là mình tạm biệt, hẹn gặp lại á, thì mình chỉ là goodbye, see you again. Là chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Quá đúng rồi này không? Phải không? Quá. Chính xác. Cho anh hai một like. Một like hả? Yeah. Tôi này triệu like luôn á. Triệu like luôn các bạn. Bởi thành thử đôi khi anh nói nhiều khi tiếng Anh nó như gió mà tiếng có tiếng không. Tiếng Anh như gió. Không, anh hai nói đúng mà. Anh hai nói đúng hết mà. Đúng không? Đúng, anh hai nói đúng mà thành thạo nữa kìa. Anh hai phát âm chuẩn nữa kìa. Chuẩn không? Tại tiếng Anh nó khàn nó bãi phát âm nó bị hơi dở. Có nhiều người học tiếng Anh mà nói âm nó không có đúng, không có đúng chuẩn. Mà phát âm họ chuẩn không đúng. Nhưng mà anh bị không chuẩn mấy đó, tại anh tiếng bị khàn em giọng em tâm nó không có đúng. Nhưng mà em thấy anh hai nói gì đây là chuẩn rồi. Chuẩn không? Chuẩn quá, chuẩn anh hai anh thấy giờ ẹt mà chuẩn giả bộ khen quá. Đây là nhà cú đóng thép nha các bạn nha.